Xin chào mọi người, đàn nhóc con hôm nay mới có thời gian quay. Hôm nay là được một tháng hơn rồi. Mọi người cùng ngắm đàn chó con nhé. Hôm nay thì đang rất là nóng, cho nên là chưa có cho ra ngoài. Đây là một cô gái. Đồng bọn đây. Đây. Đang đôn nhau đấy. Để nhắc mấy con cho mọi người nhìn nha. Cô gái này vừa xong mà. Thế nào trong TV kia? Đấy. Thế nào đấy? Con ruồi. Cho con nó tập ăn thì nó rơi vãi, đang chưa biết xử lý cái bọn ruồi như thế nào. Ở đây là một cô gái tiếp. Ok. Thế nào đây? Chân tôi rất là đau. Đây là một cô gái tiếp, cô gái thứ ba. Ok, cô gái thứ ba này thì bé hơn hai cô gái kia một chút. Nào, không gặp chân anh bụp chưa giờ đấy. Thế nào đây? Nhìn thấy chưa? Thực ra cho con ở cái tầm này là mắt chúng nó nhìn không rõ đâu, nó nhìn mờ thôi. Cho con nó mở mắt ra, nó đẻ ra thì mắt nó vẫn còn đang phát triển. Khi mà nó mở mắt đấy là lúc đấy là nó vẫn chưa nhìn cái gì đâu. Dần dần rồi nó mới nhìn rõ rồi. Ba cô gái. Rồi ba cô gái ngồi đây đi. Ok, ba đứa ngồi đây. Đứa thứ tư. Ok. Rồi, mấy đứa ngồi đây. Ngồi trên đùi chú nó nóng quá. Ngồi đây. Đỡ lật nè. Nè. Rồi, ngồi đấy. Đây là cô gái thứ tư. Trong TV đấy. Thế nào trong TV kìa. Yeah. Nóng. Đang lô bị quái dậy đấy. Rồi, cố gắng thứ tư xong. Thứ ba và thứ tư thì nhỏ hơn một chút. Đây, cô gái thứ năm đang ngủ đây. Cô gái thứ năm thì to như là cái cô đầu tiên. Đây là cô gái thứ năm. Đại ca. Cô ấy là đại ca. Giống bố. Cái mặt này là cái mặt giống bố. Ồ thế. Thứ năm mà đang ngủ gọi nó dậy đây. Thế nào đây? Nhìn nhận ra thế nào đây?
5 đứa con gái. Xong. Bây giờ đến được rửa đâu. Nào. Rửa mũ sồi đang rửa gặp éo ra này này. Ông Đức có duyên lên video đây. Ông ấy đang ngủ. Rồi, để mấy hôm nữa thì sẽ quay cái video để mình nó chơi. Bây giờ thì ngắm mặt chơi thôi. Đây là ông Đực số 1 đi. Đực số 1 đại ca. Đại ca có vết phốt trắng này vầy còn có dính tí nữa thôi. Thế, lúc đầu lúc nó còn nhỏ thì có nhiều người hỏi là cái vết trắng có sao không, thì cái vết trắng nó sẽ bay, nó tùy cái bay như thế nào. Rồi là đây ông ngủ tiếp đi. Một đứa đi vượt nhầm nhá. Được, thứ hai cũng đang ngủ, lôi ông dậy. Ok. Khá giống với lại bố Loki lúc bé. Nếu mà mọi người mà đã nhìn cái ảnh của Loki, tất nhiên là cái Loki là cái ảnh đấy là nó ở tầm 5 năm ngày tuổi, nhưng ông này là ông giống này. Ông này là cái lông ngắn nhất trong cả đàn luôn. Ông này ông đang chơi đấy, ông không ngủ như mấy ông kia. Rồi, thì cuối cùng không làm lại, không còn thời gian. Nào, hết thời gian, hết video rồi, đâu rồi? Đây, ông cuối cùng ông đang ngủ. Ôi, anh xin lỗi. Đây là ông Đực cuối cùng. Ông đang ngủ, gọi ông dậy ông ý kiến. Rồi. Rồi. Đang hóng mẹ, mẹ đang ở bên ngoài. Cuối cùng ông Đực thứ tư. Rồi đang ngủ là tôi ngủ tiếp đi, ông ra đi ông ngủ tiếp đi, ông chuyển ông ra. Rồi nằm đây đi. Ông Đực giống bố nhất này thì ông nào cũng tỉnh giống người. Có ai nhớ cái ảnh của Loki lúc bé không? Có lẽ đây là một bản sao. Đây là quay riêng không chỉ được đây. Lông ngắn nhất ở trong đàn. Mọi người có thể nhìn cái lông mặt của nó là có thể nhìn, có thể thấy được rồi. Giống bố lúc bé. Hôm bọn với bọn này thì là quay video hơi sớm, chứ bố lục thì là cái hình sớm nhất cũng là lúc 50 ngày hay là 40 mấy ngày rồi, hình như là 50 ngày là chụp hình. Đây là để quay như là để ngày 13 thì hôm nay mới là 30 sang ngày thứ 32. Hơn một tháng một chút thôi. Ok, thôi để cho nó ngủ, không làm phiền cho nó đâu. Chào mọi người nhé. Với cái đàn cú con này thì Ruby đã nhận với đàn cú con này thì Ruby đã nhận đọc của 6 bạn rồi.
Đàn thì có 9 con, còn 3 con có thể cọc được, các chủ cũng có thể chọn chó luôn từ bây giờ. Cái video này có thể nhìn được rồi. Còn cái tính cách của cái đàn chó này thì tất cả chúng nó đều rất là mình nhanh nhẹn. Mọi người có thể xem các video lúc nhỏ thì có thể thấy được rồi. Vận động của chúng nó thì nó là thoăn thoắt. Để cho mọi người xem luôn. Cái tính cách của con chó nó từ bé. Cái con chó nó nhanh nhẹn, nó thông minh thì nó đồ nghịch. Đánh động cho nó là chúng nó dạy cho nó đồ nhau ở đây. Để cho mọi người xem tí. Nhiều bạn thì cứ thắc mắc là cái việc là cái con chó nó chậm sủa. Đây, ông thậm chí là ngủ thì đã xịt ra đây. Thôi để yên cho nó ngủ, đừng cắn nó. Hôm nay thì chúng nó mọc răng rồi cho nó cắn nhau đâu. Cái việc mà chúng nó nô nghịch là nó là cái câu chuyện từ bé.